Xin chào tất cả các bạn. Các trường đại học tại Mỹ luôn được đánh giá là nền giáo dục chất lượng cao trên toàn thế giới. Du học sinh khi được tốt nghiệp từ những trường đại học tại Mỹ luôn có lợi thế nhất định khi tham gia ứng cử việc làm. Một lý do khác thu hút số lượng lớn sinh viên quốc tế đến để nghiên cứu học tập tại Mỹ đó là tại đây, các trường đại học cung cấp rất nhiều các khóa học đa dạng. Và một trong những trường được nhiều bạn sinh viên tìm đến nhất là trường đại học Adelphian University New York. Điều tuyệt vời hơn nữa là các du học sinh nơi đây vừa được đi học tại một đất nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới, vừa có cơ hội nhận được những suất học bổng vô cùng giá trị tại trường này. Vậy để biết rõ hơn về chương trình học bổng này hấp dẫn như thế nào, điều kiện để chinh phục có khó không, cũng như là những thế mạnh của trường Đại học Adelphian University New York ra sao, thì Tân Đại Dương sẽ bật mí cho các bạn ngay sau đây các bạn nhé. Nói về trường đại học Adelphian ở New York thì chương trình đào tạo kinh doanh toàn cầu đã công nhận chương trình của Adelphian là uy tín và có chất lượng. Thống kê chỉ có 6% các trường dạy kinh doanh tốt nhất trên thế giới mới có chứng nhận này. Ngoài ra, Adelphian cũng nằm trong top 400 trường đại học tốt nhất ở Mỹ trong danh sách của Forbes. Với con số trên dưới 4.000 trường đại học hiện nay ở Mỹ thì việc hiện diện trong top 10% của Adelphian quả thực là đáng nể. Được thành lập vào năm 1896, cách New York là 45 phút lái xe, trường Đại học Adelphian ngày nay có hơn 8.000 sinh viên đại học và sau đại học đến từ 38 bang của nước Mỹ và 46 quốc gia trên toàn thế giới. Trường là cơ sở giáo dục đại học tư thục lâu đời nhất của Long Island Adelphian, đặc biệt tự hào về truyền thống giáo dục và đào tạo thành công sinh viên trong nghề nghiệp và cộng đồng cá nhân. Các bạn hãy khám phá khuôn viên 75 mẫu ăn của Adelphian tại thành phố Garden, New York các bạn nhé. Nơi đây tạo ra môi trường học lý tưởng để sinh viên trải nghiệm đời sống học tập. Adelphian tọa lạc tại một cộng đồng ngoại ô xinh đẹp, cách thành phố New York là 23 dặm, cái nôi của trung tâm nghệ thuật, công nghệ, truyền thông và tri thức quan trọng bậc nhất của đất nước, mang tới cho sinh viên những điều tốt đẹp nhất của cả hai thế giới. Khuôn viên trường cung cấp cho sinh viên môi trường học an toàn như là ở nhà. Điều này rất có lợi cho việc học tập, làm việc, thực tập và trải nghiệm văn hóa tại thành phố lớn trên thế giới. Adelphian cũng có nhiều mối quan hệ đối tác uy tín và chương trình bằng kép với cơ sở hàng đầu như là Đại học Columbia. Khi theo học nơi đây, các du học sinh sẽ theo hồ lựa chọn các chuyên ngành học đa dạng, bao gồm 50 chuyên ngành học khác nhau với các cấp độ khác nhau từ tiếng Anh, dự bị đại học, dự bị thạc sĩ cho đến tiến sĩ. Các chuyên ngành nổi bật và cũng là thế mạnh của trường bao gồm ngành kinh doanh, ngành kế toán, kiến trúc, nghệ thuật, kỹ thuật dân dụng, tin học, đồ họa vi tính, quản lý khách sạn, luật, truyền thông, tiếp thị, khoa học xã hội, giáo dục và tâm lý học. Đối với sinh viên đăng ký nhập học tại trường chưa có chứng chỉ tiếng Anh sẽ được tham gia chương trình tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ ESL trước khi vào khoa chính tại trường. Đặc biệt, Đại học Adelphian còn liên kết với trung tâm ESL Language Center nhằm cung cấp các khóa tiếng Anh cho sinh viên quốc tế. Và tạp chí giáo dục Princeton Review đã bình chọn Đại học Adelphian là trường đại học tốt nhất vùng Đông Bắc dựa trên các tiêu chí, mức sống và chất lượng đời sống sinh viên trong khuôn viên trường. Những lý do đáng quan tâm mà bạn nên chọn du học Mỹ trường Đại học Adelphian thì đầu tiên nên kể đến đó là khoảng cách đến tấm bằng MBA được rút ngắn. Có được tấm bằng quản trị kinh doanh MBA là ước mơ của rất nhiều sinh viên thuộc chuyên ngành kinh doanh và cả sinh viên từ những ngành khác. Adelphian cho phép sinh viên thuộc khối ngành kinh doanh hoàn tất chương trình cử nhân lẫn MBA trong vòng vỏn vẹn là 5 năm thay vì phải đợi thêm là 2 năm sau khi tốt nghiệp cử nhân. Với các sinh viên đã có bằng cử nhân khối ngành kinh doanh, chỉ cần học thêm 1 năm nữa là có thể trở thành thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường. Hiểu được tính chất của các khóa học MBA, vốn phần đông là người vừa học vừa làm, Adelphian cũng cho phép sinh viên lựa chọn chương trình học linh hoạt giữa hình thức học toàn thời gian hoặc là học duy nhất ngày thứ 7. Tất cả nhằm hướng đến lợi ích và sự thuận lợi nhất cho người học. Ưu điểm thứ hai là tỷ lệ có việc làm cao ngay sau khi tốt nghiệp của trường Đại học Adelphian. Một trong những khó khăn của các sinh viên học ngành kinh doanh là làm sao tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Điều này hoàn toàn dễ hiểu nếu nhìn qua số lượng sinh viên chọn ngành học này ở một thị trường lao động đầy cạnh tranh như là Mỹ. Chương trình thực tập tại Adelphian không chỉ cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào thế giới thực, mà còn tạo điều kiện cho họ làm việc với các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới như IBM, Deloitte, GAP, v.v. Sau khoảng thời gian thực tập, phần đông các sinh viên Adelphian được nhận vào làm chính thức không chỉ do năng lực chuyên môn mà còn vì tính chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp tốt của họ. Một thông tin hot cho tất cả các bạn sinh viên là hiện nay trường Đại học Adelphian đang có chương trình học bổng du học Mỹ trị giá lên tới $8,000 cho chương trình học MBA.
ưu thế lớn của chương trình học bổng này là khi bạn đăng ký du học Mỹ trường Đại học Edenfield thì trường sẽ không yêu cầu điểm chỉ mát và kinh nghiệm làm việc. Điểm IELTS trường yêu cầu là từ 5.5 và GPA đại học là 6.0, 7.0 và 8.0 theo thang điểm 10.0 hoặc 2.5, 3.0 hay 3.5 theo thang điểm 4.0. Và các bạn hãy nhớ nhé, số lượng học bổng này là có hạn. Vài phút ngắn ngủi của chuyên mục tìm hiểu các trường đại học tại Mỹ đã khép lại rồi. Nếu mà các bạn còn những thắc mắc gì liên quan đến trường đại học Edenfield danh tiếng, làm sao để chinh phục học bổng thành công, cũng như là các thủ tục làm hồ sơ xin visa du học Mỹ với tỷ lệ đậu cao nhất, thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi nhé. Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu tại Việt Nam và còn là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường Mỹ tại Việt Nam, số là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại là 0838484879. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai chi nhánh khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý với các bạn là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.